days make it easier to call you. I let myself give up. Hello, 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 hello. Xin chào tất cả mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Chắc là cũng phải cả tháng rồi thì mình mới có thể ngồi edit video và lên được video tuần này. Rất là xin lỗi những bạn đã yêu quý và đang chờ đợi mình nghe. Và mở đầu cho video tuần này thì sẽ là unboxing một số những món đồ mình đã mua vào đầu mùa đông mọi người ạ. Đầu mùa đông và bây giờ đến gần giữa mùa đông rồi thì mình mới có thể lên được video, trời ơi. Thì như mọi người đã thấy, đầu tiên là một chiếc ốp điện thoại, nó không liên quan vào mùa đông cho lắm. Và chiếc áo len màu hồng, thì tại vì hiện tại ở Hàn Quốc thì màu này đang khá là được ưa chuộng ấy. Và cái áo này cũng đang được giảm giá khá là rẻ rẻ, là mình đã mua để mặc thử. Nhưng mà mặc lên hơi ú rẻ mọi người ạ. Và cuối cùng là một đôi bút lông để giúp mình vượt qua mùa đông lạnh giá này. Bên trong đôi giày này thì có một lớp lông khá là dày nên là đi rất là ấm và êm này. Xong rồi phần đế thì nó chống trơn trượt nữa ấy. Vào những ngày mà tuyết rơi tan ra cái mặt đường như mặt băng ấy thì mình đi đôi này không bị trơn một chút nào luôn. À đây cho mọi người coi cái tướng nằm của con sôm nhà mình. Vào mùa đông ấy thì mình phải bật sưởi sàn để cho cái nhà của mình nó ấm ấy mọi người. Nên là nó cứ thích làm xoài ra cái mặt sàn như vậy đó. Đúng cái dáng nằm không còn một chút duyên nào luôn ấy mọi người. Xong rồi, hôm nay là ngày mà mình sẽ biết được kết quả của kỳ thi topic vừa rồi mọi người ạ. Thực ra là có thể coi điểm được từ lúc 3 giờ chiều cơ, nhưng mà lúc đấy thì mình đang trên trường. Mình cũng thử coi rồi nhưng mà cái lúc đấy cái lượt truy cập rất là nhiều luôn mọi người ạ. Mười mấy nghìn lượt truy cập luôn ấy. Là vừa nãy mình vừa về và đợi chắc cũng phải nửa tiếng rồi ấy thì mình mới có thể vô được cái bước mà đăng nhập thông tin để coi điểm ấy. Thì bây giờ mình chỉ cần đợi nó chạy hết cái này là nó sẽ hiện ngay ra kết quả thi của mình. Là mọi người hãy cùng trông chờ để xem tôi có đỗ được topic 6 không nha mọi người. À, mọi người thấy gì chưa? Tôi đã đậu topic 6 rồi. Mặc dù thì điểm của mình không cao mọi người ạ, chỉ vừa đúng đủ để được topic 6 thôi, nhưng mà cũng rất là vui rồi. Mình không thấy người đâu luôn. Quá là lạnh luôn ấy. Bây giờ đang âm mấy độ nhỉ? Chắc để tao bật đây. Tay đun nó cắm luôn á. Âm 3 độ hả? À, mấy cậu sao có bông 3 độ mà. Không, mày phải coi xuống cái chỗ mà nhiệt độ cảm nhận á. Kéo xuống dưới, kéo xuống bên dưới. Đấy, có chỗ nhiệt độ cảm nhận đâu. À, âm 5. Âm 5 độ á? Ừ. Sao tưởng cái này phải âm mấy độ? Âm 5 độ mà sao lạnh dữ vậy? Hôm nay ta sẽ đi làm nail thở. Mình sẽ đi làm nail để cho nó có không khí Giáng sinh. Mặc dù không biết là cái bộ nail ấy nó có thể duy trì được đến Giáng sinh hay không, nhưng mà hôm nay mình sẽ đi làm. Lâu ngày mới đến thăm lại em thợ làm móng. Mới đổi phòng, trời ơi, rộng rãi, thoải mái. Trời ơi, thoải mái, phòng cũ nhiều luôn ấy. Cái thời điểm mà mình quay video này nè mọi người là mới cuối tháng 11 thôi, là còn rất là lâu mới tới Giáng sinh luôn ấy. Nên là mình quyết định đi làm một bộ móng để cho có không khí đón Giáng sinh. Nhưng mà hôm nay thì gần đến Giáng sinh rồi mình mới đăng được video mọi người ạ. Và cái bộ móng mà mình làm nó cũng kiểu sắp bong hết luôn rồi ấy. Bạn nào ở Seoul mà muốn thử làm móng ấy, thì có thể đến chỗ bạn này để làm thử một lần nha. Mình thì thấy bé này làm rất là kỹ mà kiểu cũng tỉ mỉ nữa ấy. Nên là móng của mình giữ được khá là lâu. Sợ khách buồn ngủ nên là bé toàn phải kiếm chuyện nói từ đầu buổi đến cuối buổi luôn ý. À và cái này không phải là BR đâu nha mọi người. Bình thường thì chỗ bạn này cũng rất là đông khách rồi, mà gần Tết nữa nên là hầu như không còn lịch trống ấy. Nên là bạn nào mà có ý định đi làm thì thử liên hệ và đặt lịch xem sao nha. Tại móng ngắn quá nên là nhìn nó ấy, nhưng mà nhìn nó có không khí Giáng sinh nha mọi người. Đấy, ừ, hai ngón cái. Đó, cái gì nhỉ? Để sao nhỉ? Đó. Không nhìn rõ. Một cái là ông già Noel, còn một cái là nó hơi bị mờ. Một cái là cái gì? Người tuyết. Người tuyết. Một cái là ông già Noel. Mình vừa mới về tới nhà rồi. Trên đường đi về nhà thì mình đã ghé mua cái này, nhưng mà lạnh quá rồi mình không thể mà lấy máy ra quay được ấy. Thì cái này là con hầu sữa. Hầu đúng không ta? Hầu sữa. Còn cái này là bắp cải. Thì hôm nay mình sẽ ăn
thịt heo luộc mọi người ơi, nhưng mà là thịt heo luộc của Hàn có tên là bột xăm. Thì cái món này á, vào mùa đông này này, nó kiểu người Hàn người ta rất là thích ăn món này. Thứ nhất là tại vì mùa đông sẽ là mùa mà người Hàn người ta muối kim chi ấy mọi người. Thì vào cái ngày muối kim chi xong á, người ta sẽ thường luộc thịt và ăn chung với cái kim chi mới muối đấy, kèm cùng với món thịt luộc đó. Người ta sẽ thường mua kèm với con này này, đây là con hàu ở biển á. Thì mình sẽ rửa sạch xong rồi ăn sống luôn. Mình thì rất là thích ăn đồ hải sản sống. Mà trong khi đó đang nói thì cái thịt mình đặt người ta giao tới rồi mọi người ạ. Tại vì cái thịt này là người ta luộc chung với cả đậu tương, nói chung là luộc lằng nhằng hết á. Với cả người ta phải luộc trong mấy tiếng ấy, nên là nó rất là mềm, nên là mình không tự luộc được, nên mình đã đặt ở trên mạng về. Nên là bây giờ mình sẽ cắt cái này ra, làm nhanh cái này để ăn chung nha mọi người. Đây là cái mì trộn này ấy, là kiểu của quán nó đang có event đó mọi người. Nếu mà mình viết review cho quán thì sẽ được tặng cái này. Xong rồi có thêm hai miếng bàn tu nữa. Cái này là kim chi củ cải để ăn chung với thịt luộc cái này. Anh nghĩ là nếu mà như người Hàn đó, nhà người ta làm kim chi ấy, thì sẽ có kim chi muối kiểu giòn giòn đấy để ăn chung, nhưng mà mình không có thì thôi. Mình chỉ đánh mua ở tiệm thì người ta cho cái kim chi này để ăn cùng thôi. Cái thịt luộc của người ta như này này mọi người, nó siêu mềm luôn ấy, kiểu mình gắp lên một phát là nó rớt được xuống luôn ấy. Đấy, là cái hôm nay mình sẽ thử thách ăn thử mọi người ơi. Cái hàu sữa này này, mình thích ăn hải sản sống lắm, nhưng mà cái này mình nghe nó cũng hơi tanh tanh ấy, nên là cũng hơi sợ. Hơi nhiễu quá. Ăn thử cái miếng thịt luộc này nha mọi người. Biết ăn được không nữa. Ăn lên trước đây. Tanh nha mọi người. Tanh lắm luôn ấy, nó không giống hải sản sống. Bây giờ ăn thịt thôi mọi người ạ. Nó kiểu nó tanh tanh mà không hiểu sao mình thấy mukbang á mọi người dạo gần đây mọi người lướt ở trên YouTube á, thì chắc là sẽ thấy mukbang Hàn Quốc chủ yếu là ăn cái món thịt luộc này với con này rất là nhiều luôn. Vì nhìn nó ăn mình nghĩ con này nó béo béo, nó ngon ngon mà sao, hay là tại vì cái loại mình mua nó không ngon nhỉ mọi người, mà nó tanh xong rồi nó tanh hơn cái loại hải sản sống một chút chút thôi, nhưng mà nó cũng hơi khó ăn đấy. Chắc là mình sẽ để chiên lên thôi, để làm với bột xong rồi chiên lên ăn chắc không sao. Chăn. Mình đã bỏ cái đĩa hàu đó thay bằng cái iPad để coi phim rồi mọi người ạ. Hôm nay mới được coi ngược dòng thời gian để yêu anh. Ăn uống nó say rồi, bây giờ thì tôi sẽ tẩy trang và đi ngủ nha mọi người. Đây là cái dầu tẩy mắt và môi. Mình cũng thấy nó cũng bình thường à mọi người, chứ nó cũng không ấy lắm. Nói chung là thì mình cứ dùng riêng ra cho nó sạch ấy, tại vì mình kẻ mắt đen á. Cho cả mặt thì mình hay dùng loại này mọi người. Cái loại này thì chắc là ai cũng biết rồi đúng không? Cái này thì có thể dùng để tẩy mắt với cả môi luôn. Tại vì có nhiều bạn cũng muốn hỏi về chu trình skincare của mình ấy, nên là mình quay lại cho mọi người coi. Tắm xong rồi, bây giờ thì mình sẽ skincare nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ dùng toner nha mọi người. Cái này thì nó là cái dạng rất là phù hợp với các cái bạn đang phải treatment cho da ấy mọi người. Mọi người đang sử dụng cái loại này rất là nhiều, rất là lành tính. Mình đổ ra tay luôn cho nó tiết kiệm. Đủ ra bông thì mình cảm thấy như là nó thấm hết vào bông rồi ấy, nó không thấm được bao nhiêu ra mặt của mình cả. Lúc mà da mặt vẫn còn ẩm thì mình sẽ sử dụng serum B5 của Naruposay nha mọi người, để kiểu vừa dưỡng ẩm và phục hồi cho da luôn.
Theo mình dùng kem dưỡng ẩm và phục hồi của Avène, em này thì khá là nổi rồi. Mình sẽ cho một lượng vừa đủ vô đây. Mình đang dùng của Paul Choi nha mọi người. Trộn đều lên. Mình đã dùng gần hết rồi nè mọi người. Dưỡng mi nha mọi người. Skincare xong thì còn hai kiện hàng mà mình vừa mới nhận hồi tối nữa, thì bây giờ mình sẽ bóc cho mọi người xem rồi đi ngủ luôn nha. Đầu tiên là một thứ mà mình đang rất là chờ đợi nó, thì mình đã quyết định là đầu tư sắm một em camera mới để quay vlog cho được chỉnh chu hơn. Quay về điện thoại thì mình thấy nó cũng ổn, nhưng mà tại vì điện thoại quay lâu thì nó cũng sẽ bị xuống cấp ấy mọi người. Thay vì đổi một chiếc điện thoại mới thì mình muốn đầu tư một chiếc camera xem sao ấy. Và đây là một chiếc camera của Sony ZV-1F, là cái mẫu mới ra luôn đấy mọi người. Mẫu này thì mình nghe nói là đã được cải tiến hơn rồi, nên là cái giá của nó cũng vừa phải hơn so với những đời máy trước. Hình ảnh quay của nó cũng khá là đẹp đấy, thế là mình đã cố gắng chắt bóp để mua được em máy này về. Theo là kiện hàng của Oliver Young mọi người ạ, mình đã đặt một số sản phẩm trong cái lúc mà nó đang có đợt sale cuối năm rất là lớn ấy. Đầu tiên thì là một chai mist cho body. Cái này thì mình dùng để xịt ở vùng ngực và lưng để tránh và giảm mụn ấy mọi người. Cái này dùng rất là hiệu quả luôn, nên là sau khi mà dùng hết lọ thứ nhất rồi thì mình đã đặt thêm một lọ thứ hai. Còn đây là collagen dạng bột mọi người ạ. Thì mình cũng đọc nhiều thông tin tham khảo thì mọi người nói là từ sau 20 tuổi đến trước 25 thì mình lên bắt đầu uống collagen rồi. Ấy là mình cũng mua về uống thử, nhưng cái lúc mà nó đang sale ấy mình cũng chưa uống, nên là cũng chưa biết như thế nào. Nên là mọi người hãy đợi mình uống một thời gian xem có khá lên không thì mình sẽ feedback lại cho mọi người coi nha. Thế thôi là kết thúc buổi tối ngày hôm nay của mình rồi. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video ngày hôm nay của mình, và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau nữa. Bye bye!